Chào cô chú anh chị và các bạn, một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi hôm nay mình có xuống biển Bảo Thuận vào chiều cuối tuần này cô chú anh chị, để mình chia sẻ lại cho cô chú anh chị xem nha. Cuối tuần này có đông khách xuống chơi không nha cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình đứng đang bờ kè đang làm nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi hôm nay sóng rất to ha. Hôm nay sóng rất to nha cô chú anh chị. Hôm nay biển gió trước biển động nha cô chú anh chị, sóng rất to ha. Ở xa xa ngoài có những cái trụ điện quạt gió nè cô chú anh chị và các bạn. Đó, rất là xa ngoài khơi ha. Đây là buổi chiều nha cô chú anh chị và các bạn. Giờ là cũng 5:30 ha. Hôm nay gió rất lớn nha cô chú anh chị và các bạn. Sóng rất to nha cô chú anh chị. Rồi sóng nè. Nay rất nước lớn rồi, sóng to cô chú anh chị. Hôm nay biển động ha. Thì hôm nay cũng chiều rồi ha cô chú anh chị. Xa ngoài khơi thì nó có những cái điện gió ha. Hôm nay thấy mọi người xuống đây hóng gió với hóng mát chơi cũng nhiều anh chị. Ngày hôm nay chủ nhật ha. Rất là gió luôn. Nóng rất to. Đây, mùa gió trướng biển nào sóng rất to nha cô chú anh chị và các bạn. Đó mùa chúng ta đó thì thấy sóng rồi thì trời sắp tối thì cũng lên đèn rồi cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang đứng bờ biển Bảo Thuận của huyện Ba Tri nha cô chú anh chị, ngày cuối tuần ha. Đó, sóng rồi. Quá trình sống luôn. Biển này mới phát triển nha cô chú anh chị và các bạn, chưa phát triển nhiều ha. Tại đây còn làm bờ kè ra nữa là cô chú anh chị các bạn, tốt là nữa ha. Một
năm thì có thể là được tiếp được là mình cũng chuyển qua xa xa ngoài này là điện gió ha, thì cũng có những cái vị trí. Hôm nay thấy các xuống này cũng rất đông ha. Đó, đã lên đèn rồi, cũng chuẩn chị rồi các bạn. Có xe chạy đèn hơi bị chói ha. Ở dưới này rất mát nha cô chú anh chị. À, hôm nay là gió rất nhiều ha, rất mát nha. Chúng ta không mát là được cô chú anh chị. À, biển sóng rồi. Có mấy bạn thấy hình này rồi đó, mặt trăng lặn rồi ha. À, tối rồi cô chú anh chị.
sóng rất lớn nha, biển rất động nè, cô chú chạy vậy các bạn. Đây biển rất động ha. Hôm nay trời gió to nha cô chú chị, sóng nè. À, những cơn sóng nào rất to ha. Tông mà đang rồng du khách như này ha, hôm nay rất đông như này,
nhiều cái xuống đây là nó rộng. Bắc Kế là ngoài cái bờ đê này lấy nước hả? Đồng rồi nha. Đây, em học sinh. Đây là các quà của chú chị. Các chú chị xem video nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ cho mình nhé.
Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Hẹn gặp lại chị và các bạn video tiếp theo nha.